thứ bảy, tuần thứ tư thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy các ngài xuống thuyền, đi lánh riêng một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ, chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người đã bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Suy niệm: giữa cuộc sống bộn bề công việc dễ khiến người ta mệt mỏi chán chường, vì thế nhu cầu nghỉ ngơi giải trí để giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi là cần thiết. Làm và nghỉ luôn là hai nhịp mà con người cần phải tuân theo để có độ bền dài lâu. Chúa Giêsu cũng nhìn thấy thành quả của các tông đồ sau những ngày tháng miệt mài rao giảng tin mừng. Ngài rất vui vì các ông đã làm được nhiều việc. Thế nhưng, Ngài không bảo các ông thừa thắng xông lên. Ngài đề nghị các ông tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Ngài đòi các ông phải trút bỏ công việc, xa lánh chốn ồn ào để cùng nghỉ ngơi với Chúa. Đây là thời gian các môn đệ dành cho nhau và cho Chúa. Đây là những giây phút để các ngài tìm lại được sức sống trong Chúa để có thể tiếp tục phụng sự Chúa qua tha nhân. Xin cho chúng con cùng biết trân trọng thời giờ dành cho Chúa, trải lòng ra với Chúa và tìm được niềm vui qua việc phụng sự Chúa và tha nhân. Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho lòng thương xót Chúa.